cưới thời gian trôi qua rất nhanh ba tuần đã trôi qua ngày đám cưới của tụi em cũng đã diễn ra ngày 18 thì tụi em đã về quê rồi ngày 19 thì đãi họ ở dưới quê đãi hai chục năm rồi ngày vui của tụi em cũng tròn vẹn và tối đêm đó thì tụi em mới đến với nhau khi đám cưới xong rồi thì ngày hôm sau tụi em cũng tiếp tục đi lên bình dương để mà làm công nhân cuối tuần thì tụi em đãi tiệc ở ngoài quán ăn à, đãi chỉ có năm năm thôi và ngày hôm đó thì tụi em đãi bạn rất là vui vẻ rồi buổi tiệc cũng đã tàn Nói chung là ngày vui đó cũng đã trọn vẹn. Chủ nhật hôm đó đại tiệc xong rồi thì ngày hôm sau tụi em cũng đi làm việc trở lại bình thường. Rồi hai vợ chồng em làm việc như vậy được 4 tháng. Thì một hôm đó em mua tẩy số đó, mua đúng có một tờ thôi. Và em trúng được tẩy số. Thường khi em cũng có cái máu mua giấy số lắm. Mỗi lần mà em gặp cái số đó em mua phải ít nhất là phải 3 tờ. Từ lúc mà em cưới vợ rồi đó thì em tiết kiệm cái tiền quý số lại. Nên hôm đó đó em chỉ mua duy nhất có một tờ và chiều hôm đó thì với số chúng mà em cũng không hay qua ngày hôm sau mà nghỉ trưa đó em mới lấy điện thoại ra em dò thì lúc đó em muốn đứng tim luôn buổi trưa hôm đó đó em đang ngồi dựa lưng vào trong tường á còn vợ em thì nó nằm trên đùi của em khi em dò chúng đó giật mình đó và em giật một cái lên rất là mạnh cái đầu của vợ em nó đập xuống dưới gạch cái bụp lúc đó thì vợ em nó vừa nói cáo lên thì em lập tức bụng miệng của quanh lại em mới nói nhỏ với quanh là anh đã trúng số độc đắc thì lúc đó quanh hết hồn còn muốn định la lên nữa thì em bột miệng lại lúc đó thì em đưa tẩy số cho quanh coi với với dò cho điện thoại đó thì quanh kỹ lắm kiểm tra đài nè rồi ngày hình giống với nhau không khi mà quanh kiểm tra lại mọi thứ là ok hết rồi đó lúc đó thì tụi em run lắm nhưng mà dáng giữ bình tĩnh để làm việc tới chiều tối hôm đó về thì hai vợ chồng em không ngủ được mình có số tiền lớn rồi tự nhiên tập phòng dữ lắm à, vợ chồng em mới bàn là bây giờ đó mình sẽ làm một buổi tiệc cho nhỏ mừng là mình chung số rồi mình à, các bạn mà chơi chung với mình đó mình mời đi đám cưới ba hổm 5 năm mâm đó thì bây giờ mình mời vẫn mời uống bao nhiêu người đó rồi mỗi một người như vậy đó thì mình tặng cho một người là một triệu mình mời có năm chục người thì mất có năm chục triệu thôi nhưng mà vậy mọi người sẽ vui vẻ khi mà hai vợ chồng em bàn xong rồi thì chốt lại y chang như vậy tụi em là định làm gấp luôn để về quê chứ không có để lâu từ đó tới sáng đó vợ chồng em không ngủ được rồi sáng ngày hôm sau thì tụi em vào công ty vào để mục đích là mời các bạn thôi chứ không có làm việc nữa rồi tụi em vào trong công ty đó gặp bạn nào thì mời bạn ấy thì mời cũng bốn mấy người rồi tụi em cũng đi ra đi về chứ không làm việc nữa rồi tụi em về đó thì cũng đi lãnh tiền bây giờ hiện đại lắm lãnh tiền rất là ngon khi mình vào đổi số đó thì mình đóng thế xong hết rồi đó còn bao nhiêu đó người ta chuyển vào trong tài khoản cho mình mình muốn lấy bao nhiêu tiền mặt thì lấy còn không lấy thì người ta chuyển thành vào tài khoản cho mình hay chồng em đi vô trong đại lý số đó đổi số xong rồi à, đi ra cũng đi tay không chứ không cầm đồng bạc nào của tài số đó hết khi mà đổi số xong đó tụi em về thì tụi em đi thẳng đến ngân hàng và tụi em rút ra 100 triệu tụi em cũng đến cái quán lúc hỏm mà tụi em tổ chức đám cưới đó thì cũng đến đó đặt năm mâm khi đặt tiệc xong rồi tụi em cũng về nhà trọ nghỉ ngơi chiều lại thì các bạn đi làm ra ca đó tập trung về quán đó rồi buổi tiệc thì cũng đã diễn ra trong lúc mà buổi tiệc đang vui vẻ đó vợ chồng em mới cầm một đứa vậy đó một cọc tiền 500 cứ một bạn vậy tặng hai tờ 500 à, hôm đó là tặng có 49 người thôi tại có 49 người đi và tặng hết 49 triệu rồi ngày hôm đó thì tụi em cũng chia tay với các bạn khi buổi tiệc tàn rồi thì tụi em lập tức rời nhà trọ và về quê trong đêm khi về tới quê đó là nửa đêm rồi khi về tới quê mẹ em rất bất ngờ tại vì vợ chồng em không thông báo cho mẹ lúc đó tụi em gõ cửa mà mẹ không mở tại ban đêm đó rồi vợ em mới gọi điện thoại cho mẹ rồi khi gọi điện thoại cho mẹ mẹ mới ra mở cửa thì tụi em vô nhà thì mẹ rất bất ngờ mẹ hỏi sao mà mấy đứa gì ban đêm chỗ nào hết gì vậy lúc đó em mới giọt mẹ em không có đâu mẹ vô nhà đi con kể mẹ nghe vô nhà mẹ em đóng cửa xong hết em mới kể cho mẹ nghe em nói là vợ chồng con chúng muốn được tạ độc đắc khi mẹ em biết tin là tụi em chúng tẩy số đó cả ba mẹ con ôm lại và mừng dữ lắm từ đó tới sáng ba mẹ con không có ai ngủ được lúc đó thì tiền mặt có mấy chục triệu hà tiền bỏ trong tẻ hết rồi tối đêm đó vợ chồng em với mẹ mới bàn cái kế hoạch là mình sẽ cắt nhà tại vì nhà của mẹ vợ em cũng nhà ngói mà nhà ngói hồi xưa em muốn làm lại một căn nhà mới cho tôm tắc hơn em bàn như vậy thì mẹ cũng chịu rồi mẹ mới nói là để ngày mai mẹ ra ngoài xã đó mẹ xin phép để sửa chữa nhà lại tại vì nhà tình nghĩa đó bây giờ muốn phá ra phải xin phép đêm đó tới sáng ba mẹ con cứ thức nói chuyện rụt rì rụt rì tới sáng mà vui lắm không thể nào ngủ được rồi sáng đó ba mẹ con đi ăn xong rồi ba mẹ con đến xã luôn đến xã rồi mẹ xin phép thì rất là nhanh rồi xin phép xong rồi về mẹ mới đi, đi kêu thầu hồ đến em đưa ra cái kế hoạch là cắt nhà đó em mới nói là bây giờ cắt nhà gói gọn khoảng 5 đến 600 triệu rồi lúc đó thì cắt cái ngôi nhà bị ngang 5 mét dài 25 mét chú thợ hồ mới nói là căn nhà đó cắt là dự kiến khoảng ba trăm rưỡi đến bốn trăm nên ok rồi khi mà kêu chú thợ hộ đến mà tính toán xong hết rồi đó mẹ em với vợ em mới đi coi cái ngày cất nhà để coi hai mẹ con thì không có người nào cắt được hết lúc đó chỉ còn mình em thôi rồi lúc đó thì vợ em cũng chở em đến ông thầy đó coi là em có được tuổi hay không thì rất may mắn là khi đến ông thầy đó ông thầy xem là 6 ngày nữa là em có ngày động thổ rồi lúc đó quá ok rồi khi đi coi thầy xong rồi thì cái vấn đề mà cất nhà thì để qua một bên rồi ở phía sau nhà của mẹ vợ em đó là còn một khu vườn à, chắc cỡ hai công đất mà trồng dừa trồng trái cây đồ nhiều lắm bây giờ thì em bạn đến cái vấn đề mà mình sẽ mở ra làm cái gì đó từ làm chủ lúc đó mới bàn với mẹ đúng mới bàn với mẹ vợ em là bây giờ mình xây hàng rào lên xung quanh hết thì bỏ ra xây hàng rào chắc khoảng trăm triệu rồi à, làm nhà lưới chắc phải làm nhà lưới chắc khoảng 100 triệu nữa là 200 triệu rồi mình đầu tư ở dưới đây là mình làm mô hình trồng rau trồng cải khi em bạn như vậy thì mẹ vợ rất là thích tại vì mẹ vợ em thích trồng cây lắm à má là 4 giờ mẹ đi làm mà mẹ em đi làm cho người ta đó 4 giờ là phải đi làm rồi làm thì tới xế thì đi về mà phía bữa nào cũng đi sớm hết nên là lúc đó vợ chồng em mới nói mẹ là nghỉ làm đi ở nhà bây giờ mình tự làm chủ đó thì mẹ vợ em cũng chịu rồi ở phía trước đó em kêu hai tốp thợ một tốp là làm sắt còn một tốp thì làm hộ chưa tới ngày động thổ xây nhà thì em mới nhờ các anh thợ đến là cưa bỏ ba cái cây mà ăn trái đó thì cây nào xấu xấu đó cưa bỏ hết chừa đúng hàng thôi chừa đúng hai hàng thôi rồi dọn sạch sẽ vườn thì nói chung là kêu những người hàng xóm làm thì hai ngày là sạch sẽ hết tới ngày động thổ thì em nhờ bên cái chú mà thầu hồ đó kêu công đông đông và chia cho em một tốp để làm hàng rào rồi tới ngày đông thổ thì cúng kiến thì em cũng đứng ra em cúng xong rồi thì cứ bắt tay vào làm thôi em cần là làm gấp á nên là chú thầu hồ đó đã cho đã kêu công rất là đông cái khu vực mà làm nhà đó thợ và phụ là 12 người còn ở phía sau là làm hàng rào đó là 6 người bốn người thợ hai người phụ phía sau thì làm hàng rào xây lên có một mét thôi ở trên thì kéo lưới b 40 kéo lên một mét rưỡi ở phía trước thì làm nhà ở phía sau thì cứ làm hàng rào hai tốc công làm riêng rồi cứ như vậy đó thì một tháng trôi qua thì hàng rào đã làm xong hết rồi rồi lúc đó thì em cũng nhờ một người thợ sắt đến để xem để mà làm nó dạng mô hình là nhạc kính đó nhưng mà em che bằng lưới anh thợ đã đến cũng thiết kế cho em cũng giống như là cái giường trồng lan vậy đó thì cái mô hình trồng rau đó thì em che lưới trắng hết rồi khi mà làm lưới đó thì công đoạn làm lưới thì nó lâu hơn rồi khi mà làm cái phía sau mà vườn rau đó làm vừa xong thì nhà ở phía trước cũng vừa xong là thời gian làm nhà là hai tháng rưỡi rồi làm vườn rau rồi xong hết rồi thì tổng số tiền mà em bỏ ra hết 800 triệu rồi lúc đó thì ban đầu đó thì làm rất là cực nên là phải thuê người phụ để mà đẩy phân vào rồi nói chung là trộn phân rồi đem phân luống rồi nó cực lắm làm xong một cái mô hình xong hết rồi thì công công việc còn lại thì gia đình em ba người bắt đầu bắt tay vào làm việc từ khi mà vườn rau mẹ con em hoạt động đó thì cuối năm Tổng kê lại được là năm đó đó là làm được cái lãi ra tiền lời đó được một trăm mấy chục triệu thì cũng khá là ngon rồi tết năm đó đó thì bà xã mang thai được 4 tháng rồi ra tết tới tháng 2 thì em đưa bà xã em đi khám để mà siêu âm để biết kết quả con trai con gái đó thì rất vui là được một cậu con trai rất dễ thương nhà em chuẩn bị đón thành Tiên mới đó thì công việc lúc đó là chỉ còn có hai mẹ con làm ngoài vườn thôi à, lúc đó thì bụng của vợ em mẹ rồi vợ em chỉ ra đó là ngồi chơi thôi rồi thời gian trôi qua tới vợ em sanh lúc vợ em sanh đó thì vợ em sanh cũng sanh khó đó em bé to quá đó nên là phải mổ bắt con ra thì trong quá trình đó à, mổ bắt con thì cái thời gian mà chuyện vợ chồng kiên cử để tới năm sáu tháng trong cái khoảng thời gian đó đó là mỗi buổi tối đó em vừa đu cà phê nhưng mà mẹ vợ em với vợ em không biết là những buổi tối đó em đi uống cà phê đó là em đi uống cà phê với anh quản lý mà ở trong siêu thị tại vì em đang bắt cái mối là bỏ rau sạch vào siêu thị bây giờ dù muốn hay không mình cũng phải mời người ta cà phê mình mà tỏ ra nhiệt tình thì người ta sẽ giúp mình thời điểm đó thì em đi uống cà phê mỗi tối khẽ về cả chục ngày luôn thì lúc đó vợ em với mẹ vợ xin nghi rồi hai mẹ con mới dở ra một kế hoạch để thử lòng em em ra ngoài phường đó thì mẹ vợ em ăn nặng mát mẻ lắm ra ngồi đối diện với em thì cũng xô hàng đó nhưng mà em không quan tâm đến thật sự thì mẹ vợ em mà gọn gàng lắm Mà đẹp gái lắm mẹ vợ em cũng dùng nhiều chiêu trò để thử lòng em bà chào mời đủ thứ hết nhưng mà em không sa ngã khi bà chào mời đó thì em nói rõ ràng công việc là công việc mẹ con là mẹ con chứ không có thể nào lẫn lộn thời gian đó đó mẹ vợ em thử em suốt gần cả tháng nhưng mà em không quan tâm có nhiều chi tiết rất là đặc biệt nhưng mà di linh không kể được di linh chỉ tóm tắt thôi rồi cứ ngày ngày như vậy thì hai mẹ con ra vườn làm việc thì nhổ cỏ nhổ rau thôi chứ không có gì hết mẹ vợ em dùng nhiều chiêu trò tác động tâm lý nhưng mà em không xa ngã tại vì em một lòng một già yêu thương vợ em trong quá trình đó mẹ vợ em thử em vậy đó suốt gần cả tháng thì một hôm đó cả nhà đang ngồi ăn cơm thì vợ em mới nói một tháng nay đó mẹ con em đã thử anh thử con phải là anh có xa ngã vào những cạm bẫy hay không lúc đó thì em mới ngạc nhiên em mới nói là thì giờ hôm dài em với mẹ thử lòng anh nè à. nếu mà anh có vấn đề mà muốn trai gái đó thì anh đi ra đường chứ không bao giờ anh làm bậy ở trong gia đình mình nhưng mà vợ cứ yên tâm đi anh thương vợ nên anh không bao giờ màng tới vấn đề đó anh biết là gần đây mẹ với em suy nghĩ cũng vui dơ anh nói thật mà hai người không tin hai người cứ nghĩ là anh đi ra ngoài trai gái mỗi một đêm mà anh ra anh uống cà phê cùng đối tác trong cái khoảng thời gian mà uống cà phê 10 ngày đó anh đều chụp hình lại hết 10 ngày anh cũng mong hòa là sau này vợ nghi ngờ gì đó anh sẽ có cái để mà đưa cho vợ xem anh biết là thời gian đó vợ với mẹ cũng nghi ngờ anh bay bố bên ngoài nên mỗi đi mỗi đi nhưng mà vợ yên tâm đi anh đã thương vợ rồi anh chấp nhận về để ở thì không bao giờ anh thay đổi đâu vợ cứ yên tâm mà chăm sóc con khi nào mà vợ khỏe mạnh lại rồi đó thì việc vợ chồng của mình đó thì tiếp tục thôi chứ không có gì Bây giờ cũng giống như là tạm gác kiếm một thời gian, ông bà thường nói đó, cây ngay không bao giờ sợ chết đứng. Ngày hôm đó thì cả ba mẹ con giải tỏa ra hết rồi. Ngày hôm sau thì mẹ vợ em trở lại trạng thái bình thường. Ăn mặc cũng giống như ngày xưa. Ngày ngày thì mẹ con cũng làm việc và nói chuyện vui vẻ, không có vấn đề gì hết. Mẹ vợ em thì thương em lắm. Nhà bên vợ em thì chỉ có hai mẹ con thôi. Rồi giờ em về sống đó thì sau này nhà của mẹ vợ thì cũng là nhà của vợ chồng em thôi nên tiền bạc em bỏ đầu tư vào trong đó giống như đầu tư vào nhà của mình chứ đâu có mất mát gì đâu nên là ngày ngày đó em làm hết công sức của mình và mẹ vợ em thì cũng tiếp em mọi việc ở ngoài vườn Rồi nói chung là cuộc sống gia đình rất là vui vẻ và hạnh phúc lúc đó, đó em cũng dán kiên cử cho vợ em cho đến lúc mà con em tôi tôi luôn cái ngày mà con em tôi tôi đó là tối đêm đó hai vợ chồng em mới đến với nhau tối đêm đó là còn hơn cái lần đầu tiên tối đêm đó thì hai vợ chồng em đến với nhau như vậy mấy trận cuộc sống của vợ chồng em trở lại bình thường cũng giống như ngày xưa thôi rất là hạnh phúc và bây giờ thì hạnh phúc hơn đó là có thêm một thành viên đã tròn một tuổi rồi vườn rau của vợ chồng em đó hiện tại bây giờ thì thu nhập một tháng như vậy đó là được hai mấy ba chục triệu nói chung là không làm giàu giống như người ta nhưng mà cái số tiền đó có rất nhiều người mơ ước nhưng mà không kiếm được mô hình em chồng đó thì em cũng chỉ cho bà con người ta trồng ai muốn học thì cứ đến vườn em coi rồi học thôi nói chung là cũng có một số người đến tham quan cái mô hình của em để về áp dụng cho gia đình của mình thì em thấy cô chú cũng vài người thành công thì nói chung đó, mình làm ăn cái gì được đó thì mình cũng bài vẽ để cho bà con người ta biết để mọi người cùng phát triển và làm giàu hiện tại bây giờ thì gia đình em à, nói chung là không giàu giống như đại gia nhưng mà bước chân ra đường thì có tiền trăm triệu trong tay là được rồi và câu chuyện em kể cho mọi người nghe đến đây đã hết rồi ạ à. rồi câu chuyện mẹ vợ và con rể đến đây đã hết rồi quý vị di linh xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã nhanh chút thời gian theo dõi hết video của mình rồi bây giờ di linh sẽ tạm dừng video nha di linh hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong câu chuyện tiếp theo bye bye